ăn tưởng tượng. Đi nào, nhanh, nhanh lên, nhanh, nhanh lên, đi nào, nhanh lên. Họ họ, làm việc cả ngày rồi, cho mày nghỉ nhé. Vẫn còn sớm chán, mặt trời đã xuống bóng đâu, làm được lúc nữa rồi hãy nghỉ chứ. Mày lại muốn lười biếng phải không? Khá lắm, khỏe mạnh mà lại được việc. Nghỉ tại ăn cơm đi, ông phải bảo thằng bếp làm riêng cho con đấy. Dạ thưa ông, con làm việc quần quật cả ngày ở ngoài đồng. E là với chút cơm này, con sợ không còn sức để mai làm việc. Gớm chưa? Thế này đã là ngon lắm rồi. Hồi xưa lấy đâu ra cơm mà ăn, còn phải độn ngô, độn sắn cả đấy chứ. Cơm thế này mà ông bảo ngon cái gì chứ? Con còn trẻ chưa có hiểu chuyện. Ở đời ngon dở tốt xấu là do cái lòng của mình, do ý nghĩ của mình mà ra cả thôi. Ông nói sao? Con vẫn chưa hiểu ạ. Thì ví như bữa cơm chiều này đây, sao con không tưởng tượng con cá khô này là con cá anh vũ thơm ngon béo ngậy, bát cơm gạo hẩm kia là niêu cơm tám dẻo thơm. Thưa ông, sao lại có thể như vậy được ạ? Sao lại không được? Cái miệng để ăn thì có cái đầu phải suy nghĩ, tưởng tượng chứ. Đấy, ông mới nghĩ một tí mà đã ra bao nhiêu món ngon lành, béo bở rồi. Ấy, còn muối nữa, đó là tinh hoa của biển, được chưng cất truyền thống, rất quý giá. Lúc ấy còn có cảm giác như mình đang chén một bữa tiệc no nê, thịnh soạn. Chuyện đời nó như thế đấy con ạ, sướng khổ là do mình mà ra cả thôi. Ông ăn xong rồi mai nhớ cài nốt thửa ruộng này, ngày kia còn xuống cái đồng giếng nữa nghe không. Thế là đỡ chút tiền cơm, ăn thế nào mà chả được mà còn đòi hỏi này nọ. Đúng là cái đồ lão già keo kiệt, bần tiện thế là cùng. Ngày hôm sau, ngày nào cũng làm việc vất vả thế này mà cho ăn uống chẳng ra gì thì lấy sức đâu ra làm tiếp chứ. Phải rồi, mình phải cho lão ta một bài học cho chừa cái thói bần tiện đi. Đi, đi, tắt họ, tắt họ, đi họ. Chắc nó cũng sắp sửa cài xong thửa ruộng rồi, hãy ra kiểm tra xem thế nào. Hả? Cái thằng lười biếng này, mày không cài ruộng còn nằm đấy mà chơi à? Đâu có thưa ông, con vẫn đang làm việc đấy chứ. Cả cái cánh đồng vẫn còn y nguyên, mà mày chỉ nằm ngủ mà còn kêu là làm việc là cái cớ làm sao? Thưa ông, con vẫn làm y như lời ông dặn con hôm qua, không dám trái lời. Thế sao? Tao bảo mày hôm nay phải cài hết cả cánh đồng cơ mà. Dạ, thưa ông, bắt chước ông, con đang cài tưởng tượng được hơn 2 sào ruộng nữa rồi đó. Không tin ông cứ tưởng tượng là con đã cài xong thửa ruộng này. Hả? Sướng hay khổ là do mình mà ra hết phải không ông? Mày, mày. Chỉ vì tin thầy bói. Thân dậu thìn tỵ hợi, tôi đã sai thằng ở chuẩn bị quần áo cho ông rồi, còn đây là tiền đi đường, ông cầm lấy đi. Biết rồi, tôi còn đang tính toán, có khi mai chưa chắc đã đi được đâu. Mai nhà bác cả có dỗ, ông không lên thì bác trách cho đó. Ấy, tôi có nói là không đi đâu, nhưng tính toán thì phải đến ngày kia thì mới được ngày cơ. Cái ông này, đúng ngày dỗ thì không đi, đợi ngày kia đi thì còn được việc gì nữa. Đúng là đàn bà không biết trước sao. Tôi đã tính toán kỹ càng, ngày kia mới xuất hành thông được. Chứ mai đi rồi tay bay vạ gió, nguy hiểm khôn lường đó. Gớm, bói với chả toán, mỗi sách nói một kiểu.
tin thế nào được? Bà nói cũng phải, sách cũng không tin được. Tôi phải tìm thầy giỏi về xem vững mạng thế nào. Thằng ở đâu? Dạ, thưa ông gọi con. Nhớ kỹ lời ông nói, tìm thầy nào giỏi ấy, công xá không quan trọng, biết chưa? Dạ, con biết rồi thưa ông. Ông đây học hút đầy nha, không phải lo gì nhiều, tiền bạc về không xuể, vận khí dòng họ tốt lắm. Vậy à, thầy cứ xem kỹ giùm tôi. Chỉ có một điều, e là... xin thầy cứ chỉ bảo. Số mạng của nhà ông không thọ lâu, ông sẽ chết vì một con cái. Trời ơi, thế giờ nhà tôi phải làm thế nào thưa thầy? Nhưng không có gì đáng lo ngại đâu. Tôi sẽ làm cho ông cái lá bùa hộ mệnh. Chỉ cần ông làm gì, cứ tránh con cấy ra là được thôi. Thằng ở đâu? Dạ, ông cho gọi con. Mày nghe cho kỹ đây. Mày cho giai nhân trong nhà này từ nay không được ăn cấy nữa. Cứ thấy con cấy nào thì phải giết sạch cho tao. Nghe rõ chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Con sẽ đi tìm khắp nhà, không để con cấy nào lọt vào nhà đâu. Có tin được không ông? Ông không phải suy nghĩ tầm phào vì một con cấy chứ. Nó thì làm gì giết chết được người. Số trời đã định thế, mình cứ kiên cử là hơn. Từ nay tôi phải nhất nhất cẩn thận với loài cấy này mới được. Mày nhìn cho kỹ nha, nếu thấy con cấy nào thì phải giết ngay đi cho ông. Ông cứ khéo lo, con cấy bé tí thế thì làm sao mà hại người được. Mày biết cái gì mà nói? Nếu không vì cái đám dỗ thì còn lâu ông mới ra đường thế này. Nguy hiểm không lường được, rồi có ngày mất mạng oan. Con này chắc là con có nhiệm vụ trời định giết mình đây rồi. Phải giết nó trước, kẻo về sau sẽ mang họa. Có chuyện gì vậy ông? Phải bắt con cấy lại cho tao. Thôi, đi về thôi ông. Mấy hôm nay trời mưa, cấy ra xong đẻ đó mà. Ông cứ kệ nó đi. Bỏ nó ở lại đây rồi, có ngày để nó giết tao à. Ông ơi, nước sông dâng đầy thế này, lội xuống nguy hiểm lắm. Tao phải bắt được con cấy chết tiệt kia mới hả dạ được. Mà sao lại ra xa thế hả ông? May mà có ông đây cứu, nếu không thì... Đúng là chẳng phải tại con cấy nào cả, mà suýt chết vì cái tội cả tình ngu dốt đây thôi. Chiếc găng tay thừa. Đầm mới lên mà linh tinh, vừa phứa là mất giống cả năm đấy. Kỳ Lan, có nghe thấy tớ nói gì không đấy? Tớ đang nghĩ xem mua cái gì về cho mẹ đây. Bằng giờ này ngày mai đã lên tàu rồi. Thôi, đồ đạc nhẹ nhàng thôi cậu ơi, giờ ở quê cái gì chẳng có chứ. Chắc là điện thoại của anh ấy. Bye em về quê à, đi đường cẩn thận nha, chúc em và gia đình năm mới tốt lành. Lại còn không nghe điện thoại của mình nữa chứ. Không biết có chuyện gì thế nhỉ? Trời ơi, lẽ nào anh ấy không hiểu tình cảm của mình hay sao? Mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có anh ấy, vậy mà anh ấy đáp lại mình không khác gì một người bạn bình thường cả. Lại còn tìm cách lẩn tránh mình nữa chứ.
7 giờ có mặt ở bến tàu nha. Cậu à, có lẽ mình không về quê đâu. Cậu về một mình vậy nhé. Trời ơi, cậu nói cái gì đấy? Sao lại không về? Cậu ở lại đây một mình làm gì? Mình buồn lắm Hương à. Lại có chuyện gì hả? Lại chuyện liên quan đến anh Quân đúng không? Cậu ở đâu để mình tới? Mình đang ở bên hồ Linh Lan. Ừ, vậy đợi mình một lát nữa nha. Chán quá cậu ơi, mình hết lòng yêu anh ấy, vậy mà anh ấy luôn thờ ơ lãnh đạm và nói chỉ coi mình như bạn. Trước khi về Tết, mình muốn gặp anh ấy để nói chuyện, vậy mà anh ấy nhắn cho mình một cái tin lạnh lùng và thậm chí còn không nghe điện thoại của mình nữa chứ. Cậu yêu anh ấy lắm phải không? Anh ấy là người đàn ông đầu tiên mà trái tim mình rung động mãnh liệt đến vậy. Ở bên cạnh anh ấy, mình thấy cuộc sống này đẹp biết bao. Khổ thân cậu, nhưng hãy thực tế hơn đi Lan. Ta chẳng thể nào níu giữ được cái gì vốn dĩ không thuộc về mình. Vẫn biết vậy, nhưng mình không thể buông bỏ. Vậy mà cậu đang buông bỏ những người yêu thương cậu nhất đấy. Cậu nói sao? Là ba mẹ, là gia đình Lan à. Họ cả năm trời mòn mỏi chờ cậu về Tết. Vậy mà chỉ vì chuyện với Quân, cậu lại không về. Hãy nghe mình, về quê đi, cả năm mới có một lần thôi. Nhiều đồ đạc quá cậu à. Kéo đồ một tí mà mình thấy nóng cả người lên rồi đây nè. Tàu Tết đông quá, mau lên thôi cậu. Đào lên thôi. Mời quý khách đi chuyến tàu mang ký hiệu TN6633 lên tàu để chuẩn bị xuất phát. Bắt đầu thấy lạnh rồi đây. Thôi chết, một chiếc găng tay của mình bị rơi ra rồi. Cậu tìm kỹ đi, ban nãy mình thấy cậu nhét vào trong túi áo khoác mà. Đây, chỉ còn có mỗi một chiếc. Ơ, nó rơi đằng kia kìa. Cậu định đi đâu? Tớ xuống lấy chiếc găng tay rơi đằng kia kìa. Nhưng mà còn chút nữa thôi là tàu chạy rồi, xuống sợ không kịp. Cô gái, hãy vứt chiếc còn lại ra ngoài cửa sổ. Vậy nghĩa là sao ạ? Chuyến tàu mang ký hiệu 6633 chuẩn bị dời ga. Xin quý khách ổn định chỗ ngồi. Tàu chuẩn bị lăn bánh rồi. Nếu các cháu vì chiếc găng tay mà lỡ mất chuyến tàu thì rất đáng tiếc. Chiếc găng ấy dù rất quý báu với cháu, nhưng giờ bị mất một chiếc chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng một ai đó vô tình bắt được đôi găng tay lại rất có ý nghĩa cho coi. Không có duyên thì tốt nhất hãy buông bỏ. Bỏ đi rồi cháu sẽ nhẹ nhàng hơn cho coi. Ông nói đúng ạ. Không có duyên thì tốt nhất là buông bỏ. Bấy lâu nay mình cứ mù quáng đòi nắm giữ cái không bao giờ là của mình. Để rồi mình phải đau khổ Hương à. Mình ngốc nghếch quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.